Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 8 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin lo cho Nguyễn Thanh Nghị xong, ông Dũng tính nhét Nguyễn Minh Chiết vào đầu. Chuyện đấu đá giữa nhà Nguyễn Phú Trọng và nhà Nguyễn Tân Dũng là một câu chuyện rất dài tập. Tuy nhiên, theo đánh giá của các nhà quan sát, thì cơ hội lớn nhất để ông Nguyễn Phú Trọng quật ngã ông Nguyễn Tân Dũng là vào năm 2020. Khi đó, ông Trọng đã moi được sai phạm của Nguyễn Thanh Nghị và đã kỷ luật ông này. Tuy nhiên sau đó, diễn biến ngay tại đại hội lần thứ 13 làm cho thế lực của ông Nguyễn Tân Dũng mạnh trở lại. Việc Nguyễn Thanh Nghị được ở lại Trung ương Đảng và việc ông Phạm Minh Chính nắm được chiếc ghế Thủ tướng là có hai cái may hội tụ đã nâng sự nghiệp của Nguyễn Thanh Nghị từ sắp chìm trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Qua hai lần, ông Phạm Minh Chính tuyên thệ nhậm chức đều khẳng định Nguyễn Thanh Nghị là thành viên nội các của chính phủ, thì xem như vị trí của Nguyễn Thanh Nghị đã chắc chắn. Đây là hình ảnh ông cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng. Ông Võ Văn Thưởng và ông Trần Tuấn Anh đều vào Bộ Chính trị sau một nhiệm kỳ vào Trung ương Đảng. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Nghị thì đã hai nhiệm kỳ làm Ủy viên Trung ương Đảng mà vẫn chưa có dấu hiệu gì vào được Bộ Chính trị. Tuy bị chậm lại như thế, nhưng Nguyễn Thanh Nghị vẫn là bộ trưởng trẻ nhất trong nội các chính phủ của ông Phạm Minh Chính. Sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thanh Nghị có quỹ thời gian khá lớn. Hiện nay, Nguyễn Thanh Nghị chỉ mới 45 tuổi, còn đến 20 năm cho sự nghiệp chính trị của mình để tiếp tục phát huy và có thể leo cao hơn nữa. Nguyễn Thanh Nghị được ông Nguyễn Tân Dũng định hướng vào ngành xây dựng từ rất sớm. Ông Nghị được tiến sĩ, học tiến sĩ tại Hoa Kỳ và về quê hoạt động trong ngành xây dựng khá nhiều. Từ phó hiệu trưởng trường kiến trúc cho đến làm tại Bộ Xây dựng, và việc đưa Nghị vào chiếc ghế bộ trưởng xem như là ông Dũng đã đưa con trai đi đúng với chuyên môn đã được học ở nước ngoài. Đây là một lợi thế phải khẳng định cho Nguyễn Thanh Nghị sẽ tiếp tục đi lên vào thời gian tới. Và ngồi bên cạnh ông Phạm Minh Chính thì cũng xem như Nguyễn Thanh Nghị vững như bản thạch, khó ai có thể lung lay sự nghiệp của ông Nghị được. Song Nguyễn Thanh Nghị, ông Nguyễn Tân Dũng lại tiếp tục lo đến đứa con út, đó là Nguyễn Minh Chiết. Và Nguyễn Minh Chiết chưa được gì trong cuộc tranh giành quyền lực vừa qua. Suốt gần 9 tháng kể từ hội nghị lần thứ 15 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đến nay đã có 4 hội nghị trung ương. Trong suốt thời gian đó, ông Nguyễn Tân Dũng gần như chỉ lo cho cậu con trai cả Nguyễn Thanh Nghị mà không lo được gì cho Nguyễn Minh Chiết. Vì sao lại như vậy? Đây là câu hỏi được đặt ra. Và Nguyễn Tân Dũng đã phải làm như thế với lý do gì? Bởi vì Nguyễn Thanh Nghị đang là đầu tàu cho sự nghiệp chính trị nhà ông Nguyễn Tân Dũng. Nếu đầu tàu tốt thì nó sẽ kéo theo nhiều toa tàu khác chạy theo, nhưng nếu đầu tàu bị hỏng thì cả đoàn tàu sẽ bị dừng lại. Đó là lý do ông Nguyễn Tân Dũng đã tập trung cho cậu con trai cả Nguyễn Thanh Nghị trong suốt nhiều tháng qua. Đó là chưa kể tới lần kỷ luật đất đai đối với sai phạm của Nguyễn Thanh Nghị cho tới nay đã được một năm rồi. Đây là hình ảnh cậu con trai cả của ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, ông Nguyễn Thanh Nghị. Này, chuyện Nguyễn Thanh Nghị đã xong, ông Nguyễn Tân Dũng đang lo cho Nguyễn Minh Chiết. Nguyễn Minh Chiết rất trẻ, sinh năm 1988, nhỏ hơn Nguyễn Thanh Nghị đúng một con giáp. Sau khi du học tại Đại học Queen Mary tại London, Anh Quốc về, ông Dũng đã bố trí Chiết vào Ủy ban Ban chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2012-2017. Như vậy, so với Nghị, Chiết không được bố trí đúng chuyên môn, mà không có bố trí đúng chuyên môn là không đúng sở trường của Chiết. Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Nguyễn Tân Dũng bố trí cho ông Nghị đúng chuyên môn mà lại bố trí cho Chiết trái với chuyên môn đến như vậy? Nghĩa là công sức học tập nhiều năm trời tại trời Âu bây giờ đã đổ sông đổ biển. Cái mà Chiết còn có thể dùng được đấy là vốn tiếng Anh khi học Tây học mà thôi. Đây là sự lãng phí tiền bạc và công sức rất lớn. Thực ra, ngành mà Nguyễn Minh Chiết học là ngành mà Việt Nam không phát triển. Việc cho Nguyễn Minh Chiết du học mục đích là để lấy cái mác Tây học, làm đẹp hồ sơ để tiến thân mà thôi. Ông Nguyễn Tân Dũng rất giàu. Ông hoàn toàn có thể vứt bỏ số tiền đầu tư rất lớn vào của con trai út mà hướng cậu ta tới con đường chính trị. Và đi Tây học chỉ là một điểm tựa để có thể tiếp tục tiến lên. Khi Nguyễn Minh Chiết tốt nghiệp trở về, ông Nguyễn Tân Dũng đã xếp Chiết đứng sau cái bóng của anh trai. Việc gì ông Dũng cũng lo cho Nghị trước rồi mới lo cho Chiết sau.
ông Dũng hướng Nguyễn Minh Chiết đi vào con đường đoàn thay vì vào thẳng chuyên môn như Nguyễn Thành Nghị. Trong quá khứ cũng có nhiều nhân vật đi lên từ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Có thể kể đến như ông Võ Văn Thưởng, bà Trương Thị Mai. Vì vậy, nếu được định hướng tốt, Nguyễn Minh Chiết hoàn toàn có thể trở thành Ủy viên Trung ương Đảng và sau đó là Ủy viên Bộ Chính trị một cách nghiễm nhiên. Của Nguyễn Minh Chiết với số phận long đong hơn anh trai rất nhiều. Điều oái oăm là Nguyễn Minh Chiết về làm công tác đoàn cho Thành phố Hồ Chí Minh ngay lúc ông Nguyễn Tân Dũng còn làm thủ tướng mà vẫn bị đẩy đi. Điều mà ông Nguyễn Tân Dũng không ngờ là chính ông Lê Thanh Hải không muốn hạt giống nhà Nguyễn Tân Dũng nảy mầm tại sân nhà của gia đình ông, tức là gia đình Lê Trường. Chính ông Hải đã cho Nguyễn Thành Nghị rớt thành ủy viên của thành phố này vào khóa 2011-2016 vì không lý do gì Lê Thanh Hải lại không đẩy Nguyễn Minh Chiết đi. Cuối cùng, Nguyễn Minh Chiết trụ lại Thành phố Hồ Chí Minh không nổi nên mới nhổ neo đi nơi khác. Trong lúc chưa biết chuyển Chiết đi đâu, Nguyễn Tân Dũng đã tạm đưa cậu con trai út vào Trung ương Đoàn. Vì thế, vào ngày 1 tháng 3 năm 2014, ông Nguyễn Tân Dũng đã đưa cậu con trai út ông vào chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam theo quyết định số 639. Và dường như nhận thấy ở Trung ương Đoàn không thể cạnh tranh, nên vào ngày 23 tháng 6 năm 2016-14, ông Nguyễn Tân Dũng đã đưa Nguyễn Minh Chiết vào Ban Bí thư Trung ương Đoàn tỉnh Bình Định với chức vụ Phó Bí thư tỉnh đoàn nhiệm kỳ 2013-2017. Ở tỉnh lẻ, tỉnh mà không có quyền lực Trung ương nào hỗ trợ thế lực khác. Ở đây, Nguyễn Minh Chiết như ông vua một cõi, tiến thân nhanh như diều gặp gió. Vào ngày 22 tháng 11 năm 2014, Nguyễn Minh Chiết giữ chức Bí thư tỉnh đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2012-2017. Và vào tháng 12 năm 2014, Nguyễn Minh Chiết đã tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015. Đây là hình ảnh con trai út của ông Nguyễn Tân Dũng, Nguyễn Minh Chiết. Nếu may mắn ông Nguyễn Tân Dũng mà thắng Nguyễn Phú Trọng ở đại hội lần thứ 12 thì thế nào Nguyễn Minh Chiết cũng sẽ chuyển từ tỉnh đoàn sang đảng ủy tỉnh và lãnh đạo tỉnh này. Chính vì vậy vào ngày 16 tháng 10 năm 2015, Nguyễn Minh Chiết được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khóa 19 nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy nhiên cuối năm 2015 ông Nguyễn Tân Dũng đã ngã ngựa và quyền lực của ông cũng giảm đi hết 9 phần. Tương lai của Nguyễn Minh Chiết ở Bình Định trở nên rất bấp bênh. Lần này Nguyễn Minh Chiết đã chuyển về Trung ương Đoàn trở thời. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2017, Nguyễn Minh Chiết đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa 11, nhiệm kỳ 2017-2022 với 150 thành viên khác. Đây là vị trí không mấy lớn trong Trung ương Đoàn. Chiết không có khả năng cạnh tranh với nhiều đối thủ khác nếu ông Nguyễn Tân Dũng để cậu con trai út tự bơi một mình ở Trung ương Đoàn. Và đã có tin Nguyễn Minh Chiết sắp được cơ cấu. Sau khi ông Nguyễn Tân Dũng lo xong cho Nguyễn Thành Nghị, thì ông ta sẽ bắt tay lo cho cậu con trai út Nguyễn Minh Chiết. Vị trí ủy viên trong Ban Chấp hành Trung ương Đoàn là quá thấp so với kỳ vọng của ông Nguyễn Tân Dũng. Theo nguồn tin rõ rỉ mà chúng tôi có được, vào tháng 9 hoặc chậm nhất là vào tháng 10, Nguyễn Minh Chiết sẽ vào được cơ cấu vào Ban Thường vụ Trung ương Đoàn. Đây là vị trí gần như nắm chắc chiếc vé vào Trung ương Đảng sau 5 năm nữa. Trước mắt, ông Nguyễn Tân Dũng đã thành công khi thọc tay vào môi trường khốc liệt hơn nhiều. Đó là môi trường Trung ương Đảng để lo cho Nguyễn Thành Nghị. Không biết với môi trường ít khốc liệt hơn là môi trường Trung ương Đoàn thì ông Nguyễn Tân Dũng có lo được cho Nguyễn Minh Chiết thành công hay không? Theo như dự đoán thì việc lo cho Nguyễn Minh Chiết một suất nằm trong Ban Thường vụ Trung ương Đoàn là trong tầm tay của ông Nguyễn Tân Dũng bây giờ. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính là thủ tướng đương nhiệm sát cánh cùng Nguyễn Tân Dũng, hình ảnh chụp trước đây. Từ nay cho đến tháng 9 là hơn một tháng nữa, mọi chuyện còn đang đấu đá, chỉ chưa biết gà nào cứng hơn gà nào. Khả năng 90% là Nguyễn Minh Chiết sẽ vào bởi những người ủng hộ Nguyễn Minh Chiết lúc này không chỉ là Nguyễn Tân Dũng và Nguyễn Thành Nghị mà còn có nhân vật rất nặng ký khác, đó chính là Thủ tướng đương nhiệm Phạm Minh Chính. Trung ương Đoàn là trận chiến giành quyền lực cuối cùng của kỳ ăn chia, chỉ còn 2 tháng nữa là mọi chuyện sẽ ngã ngũ. Người dân sẽ tiếp tục được chứng kiến cảnh đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay Chủ nhật ngày 8 tháng 8 năm 2021 với bản tin Lo cho Nguyễn Thanh Nghị xong, ông Dũng tính nhét Nguyễn Minh Chiết vào đầu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.